Xin chào cả nhà. Một buổi sáng đầu tuần ngày 4 tây tháng 3. Xin chúc cả nhà có một buổi sáng thật nhiều bình an và tốt đẹp. Cùng với kênh Dòng Sự Kiện đi cập nhật một số thông tin về drama của chị Hồng Loan. Thì mở đầu câu chuyện liên quan đến drama này, chị Ni có một cái dòng trạng thái khá là dài liên quan đến bánh tét Phương Anh. Thì trong đoạn sau Tết này thì vẫn là những cái từ ngữ đáp trả Phương Anh rất là nhẹ nhàng về những vấn đề liên quan đến vị chữ thê của bánh tét. Thì để ý trong cái câu chuyện này, chị Ni không cần gì hết, chỉ cần bánh tét về lại Việt Nam và cung cấp những cái bằng chứng hình ảnh, những cái file ghi âm đó mà có cái nội dung là Chu Khống, Bình Tinh, gia đình Linh Tý, chú Kim Tử Long, chị Thợ Mỹ, Hồng Loan và chị Ni cung cấp cho chị Ni thì mọi việc nó sẽ được tốt đẹp. Thì đó là những cái lời mà đáp trả. Tại sao trong cái câu chuyện này mà chị Ni không lên mạng chửi ngược lại bánh tét, hay chị Ni không dùng những cái ngôn từ khác để chửi mạnh mẽ bánh tét mà lại dùng những sa tết nhẹ nhàng như thế này để vừa kêu gọi bánh tét, vừa dạng như là vừa đánh vừa so bánh tét cả nhà. Ở đây thì không phải là vấn đề gì mà chị Ni muốn, không phải là cảm hóa bánh tét, tại vì chị Ni đã nói rồi, trình độ của Ni không bằng trình độ của bánh tét nên không thể nào cảm hóa được cái bánh tét đó. Thì mà chứng tỏ bánh tét là một người rất là mạnh mẽ cả nhà ha. Nói chung là tập hợp tất cả những cái thông tin từ phía bên Việt Nam rồi lên Du Khống chửi xa xả trong vòng 10 tháng nay. Cái quan tâm ở đây là mọi người chỉ muốn là hỏi bánh tét là ai là người cung cấp thông tin cho bánh tét để bánh tét lên nhục mạ mọi người đó. Bánh tét có bằng chứng về những cái ghi âm hay là những cái hình ảnh tin nhắn chụp của bên kia không thì gửi cho chị Ni và cho mọi người bên team vừa yêu thương mà đến. Còn nếu mà không tiện gửi qua dữ liệu thì bánh tét về Việt Nam thì chị Ni và mọi người sẽ đón tiếp bánh tét một cách nồng hậu, đón tiếp như một cái vị anh hùng cứu nhân. Thì nói sơ sơ vấn đề về cái bức tâm thư này thôi cả nhà, gửi cho bánh tét, nhưng nó rất là dài, mình không đọc, mình để trên màn hình cho cả nhà cùng theo dõi nó. Thì hôm qua chị Ni vào thẳng vào trong cái buổi live và coi hết clip của bánh tét. Thì nói chung bánh tét cũng là lên vạch mặt từng người bên kia đó cả nhà ha. Thì có những cái thông tin về cái nội dung này nè, thì mình muốn chia sẻ đó là chị Ni làm như vậy thì mọi người có nghĩ chị Ni là người hay hay mang hay không? Tại sao mình nói là hay mang? Vì có những cái người anh chị họ cũng ra sức bảo vệ Hồng Loan và cũng ra sức bảo vệ cái drama này, bảo vệ chính nghĩa, nhưng cuối cùng họ đều gắn ghép bị là hay mang. Chẳng hạn như chị Lộc Vườn Cây hay là chị Trà Hoa Nữ thì cũng cho rằng là đều bị những cái kênh YouTube bóc phốt là cho là hai mang, cho là ba sọc ba que. Thì rất là ồn ào trong những ngày vừa qua khi mà những cái thông tin về những anh chị bảo vệ bên Hồng Loan bị bóc phốt trên mạng rất là nhiều cả nhà. Họ cho rằng là cấu kết chính trị gì đó, cái đó thì mình không quan tâm, tại vì kênh YouTube mình là chỉ nói về vấn đề xã hội, về những câu chuyện bình thường cả nhà, không quan tâm về vấn đề chính trị. Cái đó là cái phần của cơ quan chức năng làm việc. Mình là người dân thường thì mình có quyền tố giác nếu mà cảm thấy ba người đó phạm tội. Khi mình có đủ bằng chứng chính xác và cụ thể thì mình cũng trưng cầu đưa cho cơ quan chức năng họ để vào cuộc điều tra. Chứ bây giờ chúng ta cứ tung hình ảnh thông tin cá nhân của người đối phương mà chúng ta nghi ngờ lên trên mạng xã hội để chúng ta kiếm lượt tương tác, kiếm lượt view, rồi hai bên đấu tố qua lại dẫn đến một cái sự ồn ào, mất trật tự trên không gian mạng thì điều đó không nên. Và đôi khi dẫn với nhau ra tòa, chẳng hạn như những cái vụ của bà báo Hằng Ni hay là ông luật sư Trần Văn Sĩ ở nhà ha, thì mới vừa rồi xử xong đó, xử sơ thẩm xong đó, đó là một cái minh chứng cho những vấn đề là bịa đặt vu khống với nhau, lẫn nhau, rồi cho rằng là cái người kia là phản quốc, cái người kia là này nọ đó. Thì cũng từ cái một phía là
háo thắng hơn thua, rồi kiếm lượt tương tác cùng nhau dẫn đến câu chuyện là như vậy. Thì trở lại câu chuyện của Hồng Loan, thì mình muốn đọc một cái bài viết này của chị Lộc Vườn Cây để cho cả nhà có thể có nhìn khách quan hơn về câu chuyện này đối với người chị này. Trước sau như một, 8 tháng qua kể từ khi tôi viết bài này trên trang mình, tôi thì vẫn thế, trước sau như một. Các bạn thì sao? Nhiều bạn ủng hộ trong bài dưới đây đã gời bỏ tôi, thậm chí quay lại đã kích tôi vì những thuyết âm mưu, những lời gièm pha, những chuyện hiểu lầm. Tôi duy trì Facebook này vì tôi muốn đối diện và không muốn trốn tránh những lời cáo buộc. Vì một người chị đã từng đứng lên bảo vệ tên tuổi Facebook này và đã rời đi. Vì tôi chưa đi hết chặng đường này cùng Hồng Loan và mọi người. Vì trên không gian khi sợ cái từ Hồng Loan, tôi muốn một địa chỉ uy tín, ôn hòa cho người trung lập, người ít tham gia drama lấy thông tin và thấy đó các bài sạch. Vì Facebook là công sức của rất nhiều anh chị khác. Có một số điều tôi muốn tâm sự. Thứ nhất, Facebook này mãi mãi không có chỗ cho đấu tố cá nhân, mặc kệ ai đó ngoài kia đã kích về tôi, thì tôi sẽ không bao giờ dùng chuyện đời tư, chuyện gia đình, sai lầm, quá khứ của một ai đó lên để nói, dù là để trả đũa. Tôi sẽ không bảo vệ mình bằng cách đi giải thích hay chứng minh gì nữa cả, vì sẽ không xảy, xong A thì sẽ B, C. Tôi không muốn mình thành một con lừa cho ai đó dắt và cả đời chạy theo con đường ai đó vẽ. Xin đừng mang tôi, mang Facebook tôi nói ông anh, nói chị này, bà B, nói chị này. Nếu thông tin đó chỉ liên quan tới cá nhân tôi thì các bạn cứ vứt bỏ bà đó ra ngoài cửa trước khi vào Facebook này. Kiểu mình vào nhà thay giày cho vừa thoải mái vừa sạch sẽ ấy mà. Từng trước vì tình cảm cá nhân, tôi sẵn sàng thề với trời đất, chú Vũ Linh, danh dự gia đình tôi rồi. Từng trước vì tình cảm cá nhân, tôi sẵn sàng thề với trời đất, chú Vũ Linh, danh dự gia đình tôi rằng tôi không bao giờ làm điều có hại. Hồng Loan thề gắt độc, trong khi cả đời tôi chưa bắt một ai thề. Nhưng thề xong, người đó vẫn không tin, vẫn tiếp tục công kích tôi. Vì thế, tôi cho là một khi đã không muốn hiểu thì mọi sự chân thành đều vô ích. Thứ ba, bên cạnh Hồng Loan còn rất nhiều trường hợp khó khăn trong cuộc sống. Rất nhiều điều chúng ta cần phải học hỏi lẫn nhau. Vì thế, Facebook này không chỉ dành cho Loan và chuyện gia đình của chú Linh. Thứ tư, Facebook tôi mở, ai cầm cũng được. Tôi sẽ hạn chế xóa cờm bài. Các bạn bày tỏ ý kiến thoải mái. Nếu xóa, tôi sẽ ghi lại. Tôi xóa vì sao? Không quan trọng bạn là ai. Bạn tôn trọng tôi sẽ tôn trọng lại. Kể cả các bạn không cùng quan điểm với tôi hay phe bên kia. Miễn là xây dựng, tranh luận, làm rõ vấn đề, sự thật. Tôi không phân biệt nick giả, nick thật khi bình luận vì drama quá nhạy cảm, mất an toàn cho cá nhân. Nhưng nếu bạn là nick thật thì ý kiến của bạn đáng tin hơn. Thứ năm, tôi độc lập, không liên minh, không thuộc phe phái nào. Tôi không tham gia vào các cuộc đấu tranh mâu thuẫn này kia giữa các bên. Thú thật là như vịt nghe sấm. Tôi chỉ biết chuyện nhà của chú Vũ Linh thôi. Thứ sáu, tất cả sẽ công khai bàn thảo trên mặt Facebook thay vì trước đây là tin nhắn riêng. Đã có trường hợp cắt một phần tin nhắn rồi gửi người này người kia để hướng sang một câu chuyện khác. Tôi chỉ duy trì 3-4 người bạn thân để tâm sự, không muốn xảy ra thêm các trường hợp khác đáng tiếc vì cả tin vô tư của mình như trước đây. Cuối cùng, tôi hứa Facebook này sẽ sạch sẽ, vui vẻ, không đấu tố, yêu thương Hồng Loan, quý trọng Ni, giúp đỡ các em. Chia sẻ niềm vui, kiến thức, điều tích cực, minh bạch, tử tế. Giờ chúc cả nhà ngủ ngon. Thì đó là những lời tâm tư, tâm sự của chị Lộc Vườn Cây sau những ngày vừa qua bị cho rằng là hiểu lầm, bị nói là ba que, ba sọc, cấu kết với phe bên kia. Thì nãy giờ như mình nói, tại sao mình dùng cái bài chị Lộc Vườn Cây để nói đến drama này, để nói đến bài viết hôm nay. Thì đó là những lời mà chị Ni đăng những status lên trên mạng để kêu gọi bánh tét phe bên kia
về lại bên đây thì chị Ni có phải là hai mang, chị Ni có phải là cấu kết với bên ngoài hay không, thì cái đó thì mình mong chờ nhận được những lời góp ý của cô chú bác gần xa để thêm cái câu chuyện này nó thêm đậm đà hơn, nó như những gì mà chị Lộc Vườn Cây cũng mới vừa chia sẻ cho cả nhà trong cái bài viết mình có up trên màn hình đó ha. Tới đây thì em xin được tạm dừng clip này, thì chúc cả nhà có một buổi sáng đầu tuần thật nhiều tốt đẹp và bình an. Xin chào cả nhà.